Rồi hôm nay Cùi Bắp tiếp tục là mở tô máy cho Future Halogen 2017 ha. Rồi ha, thì để mình nổ máy ra. Rồi xe anh này là ở Sóc Trăng nha. Rồi xe ở Sóc Trăng. Rồi để mình coi cái mã IC cái. Bơm á hả? Ừ. Rồi, bản số Sóc Trăng ha. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ ghi máy cho anh em coi tua máy luôn. Rồi sau đó là mình sẽ mở tua. Rồi. Đây à. Chắc đây hả? Ông ở Yên, ở Yên. Rồi, bản số 83 Sóc Trăng. Rồi để mình mở lên để mình coi mã IC rồi coi. Coi chưa? Rồi. Mã gì? V02 rồi. Mã V02 nha. Mình nhìn vô thì thấy mã V02. Không mở trên đây mở yên hay là mở cái ngay chỗ ba ga lấy cái miếng đen nó ra cũng được. Cái nào lợi thì làm. Mở ba ga thấy ngon hơn. Lẹ hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ ghim máy vô để mình coi coi nó cái tua nó là bao nhiêu nha. Thì thường thường nó là 9.200 anh em ơi. Thường thường nó là 9.200. Để coi làm sao. Xe này có mở turbo gì chưa anh? Mở turbo chưa có móc bô gì hết phải không? Rồi. Zin hết là chạy lên. Ừ mà rồi thì qua clip này thì có nhiều anh em lại chỗ mình là có mở tua thì mình đã chạy thử và mình cũng trải nghiệm. Thì xe và khi anh em đã móc vô mà thoáng quá là mở tua nó chạy không có ngon bằng anh em để bô zin nha, cái đó là thật sự luôn, cái đó là mình đã trải nghiệm rồi. Để bô zin là mở tua nó chạy ngon. Đó, 2017 rồi, xe Odo được 31.000 này. Chạy được 31.000 rồi nha anh em. Rồi bây giờ sẽ mở ra để ghi máy vô để coi tua máy. Chắc mai mốt mình mua cái đồng hồ Winner, đồng hồ ẹt luôn để mình coi tua máy cho dễ. Câu vô mình mua cái táp lô của Winner là bao luôn, bao test tua máy luôn. Đây nha, đồng lỗi nha. Bây giờ mình coi dòng tua máy hiện tại nó là bao nhiêu nha anh nha. Nói chung là để kiểm tra cho anh em thấy thôi chứ là nó lên được 1.000 anh em. Cho khi Odo. Thì cái máy kết nối nó đã bị cái phần cáp nó có vấn đề thôi, mình gống tại chỗ. Đây là trước khi mà mở tua máy nè anh em, trước khi mở tua máy nha. Nè mình lên hết ga nè anh em. Chút nữa nó sẽ gống lớn hơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắm vô để mình mở tua máy. Phần đó sửa sau đi. Xe anh này là ảnh ở Sóc Trăng mà ảnh lên đây để ảnh làm thì không phải là chạy từ Sóc Trăng lên nha anh em.
tính nói tối ăn chơi sắc thác loạn. Rồi chút nữa mình sẽ cho anh em gống ra lên là mình biết liền nha anh em. Chút nữa đo tông mạch. Rồi đang chạy chương trình. Thì có nhiều anh em là cái xe này thì thay thằng lằn tăng cam á, mình là chạy là ô đô mấy chục ngàn này cũng chưa ăn thua gì hết nha anh em. Thay là mới là người ta thay là ô đô mấy chục ngàn cũng không sao hết, cho nên anh em yên tâm nha. Rồi thì dòng xe này là làm là tương đối thôi chứ không thể nào mà nó êm như mấy xe kia được nha anh em, lưu ý. Ở đây là nạp lại những xe nào mà đã mở tour cho khách anh em, mình nạp bản số rồi lại để mình lưu trữ lại thôi chứ không có gì hết. Rồi đang chạy nha anh em. Rồi thì anh em lưu ý nha, xe nào mà zin chưa mở vô vậy đó là anh em mở tua là có cảm giác liền. Nếu mà nồi anh em còn tốt thì mở tua lên là nhích ra là đi đã lắm anh em. Rồi từ từ. Rồi đã nạp file xong rồi nha anh em. Đã nạp file xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gống máy lên anh em nghe máy nó khác liền anh em. Nè nghe cái tiếng máy khác liền. Không, ráp máy liền nha anh em. Đó. Rồi để mình chạy thử cái xe này coi nó mình mở tua lên nó chạy ngon không nha. Rồi, cái đợi. Rồi sau khi mình chạy thử thì mở tua xong là xe này chưa móc vô, nồi vẫn còn bốc cho nên là máy chạy rất là giọt nha anh em. Mới ô đô 31 mà xe chắc anh giữ kỹ á, chạy rất là ngon nha anh em. Ok ha. Vậy đi. Đây là mình đang thử xe từ hướng là Nguyễn Văn Linh đi vô nè, hiện mình đang đi ở Nguyễn Văn Linh đi vô thì qua mấy cây cầu sắt với lại mấy cây cầu gì mình không biết, Long Kiển, Phước Kiển gì mình không biết. Nhưng mà đi từ Nguyễn Văn Linh vô thì anh em mình đang phía bên phải đường Nguyễn Văn Linh đi vô Lê Văn Lương là đầu đường mà Lê Văn Lương ở Nguyễn Văn Linh đi vô nè, thì bên phải mình là bây giờ là mình sẽ lên cái cầu Rạch Tôm. Và qua cái cầu Rạch Tôm á, cái cầu sắt này là cầu Rạch Tôm nè. Qua cầu Rạch Tôm anh em chạy khoảng là một cây số nữa là tiệm sửa xe Hồng Hoàng sẽ nằm bên trái đường Lê Văn Lương. Đó nha anh em. Nằm bên trái đường Lê Văn Lương luôn nha. Để mình sẽ quay cho anh em coi tại anh em không có định vị hướng được. Để bây giờ mình qua cái cầu Rạch Tôm là mình sẽ chạy khoảng một cây số nữa là phía bên trái đường ha. Chạy một cây số nữa qua cầu này phía bên trái đường. Một cây số nữa bên trái đường sẽ là tiệm sửa xe Hồng Hoàng nha anh em. Rồi. Rồi bắt đầu lên cầu nè. Để cầu Rạch Tôm nha, cầu Rạch Tôm nha anh em. Ok nè, qua cầu nè. Qua cầu là khoảng một cây số nữa, thấy không? Rồi. Đó anh em chạy xuống nha. Rồi qua cầu, qua cái khúc cua quẹo này luôn nè. Đó. À, cứ chạy đi, qua cầu là mình chạy khoảng một cây số đó là bên trái nha. Rồi rồi mình đã chạy qua cầu rồi nha anh em.
là mình đang chạy hướng Nguyễn Văn Linh đi vô á, đường Lê Văn Lương á, đường Lê Văn Lương, từ Nguyễn Văn Linh, đầu đường Lê Văn Lương á, Nguyễn Văn Linh đi về Nhân Đức Nhà Bè nha. Thì qua cầu Rạch Tôm hồi nãy là cái cầu hồi nãy á, thì anh em chạy xuống nè, chạy xuống một cây số nữa là bên phía bên trái. Phía bên phải là cũng có tiệm sửa xe Hồng Hoàng nhưng mà không phải tiệm mình nha anh em. Ở đây đâu đây có tiệm sửa xe Hồng Hoàng nhưng không phải tiệm mình. Rồi, tới chỗ này nó có cái ngã ba là quẹo qua chợ nè, anh em đừng có quẹo, anh em chạy thẳng luôn. Rồi đây tiệm mình đang phía bên trái nè anh em, qua ngã ba chút nè. Ok. Như vậy là xe đã ok rồi, thì ảnh thấy cái xe của ảnh lên thì ảnh comment thôi, chứ giờ là mình cũng còn xe nhiều quá cho nên anh em thông cảm. Mình sẽ kết thúc video này ở đây. Rồi có gì mà chờ xe gì thì ghé về Bảy uống nước giùm mình cái nha. Nè. Về Bảy xà lan, lâu quá không quay về Bảy.